Với mong muốn giữ lại một môn nghệ thuật truyền thống của quê hương, 23 năm qua, những nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù giáo phòng Vĩnh Khúc huyện Văn Giang vẫn miệt mài say mê trong công việc truyền ngọn lửa tình yêu ca trù đến với lớp trẻ. Và với họ, đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm đam mê và cũng là cách thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương. Cứ mỗi độ xuân về, mỗi dịp lễ hội, ở thôn giáo phòng lại vang vọng những âm thanh quen thuộc của những làn điệu ca trù, của nhịp phách, trống trầu. Năm 1996, năm thành viên tâm huyết vốn sinh ra trong những gia đình có truyền thống hát ca trù đã thành lập câu lạc bộ. Đến với ca trù bằng đam mê, họ gặp nhau vì chung một mong muốn gìn giữ môn nghệ thuật quý của cha ông để lại. Dù không có kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song những lúc nông nhàn, các nghệ sĩ nông dân lại tụ họp say sưa chỉ bảo nhau cách hát, cách đàn. Đến nay, trong số họ có 4 người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Về hình thành được cái câu lạc bộ ca trù giáo phòng ấy, thì chúng tôi rất là gian khổ mới có, chứ không phải ngẫu nhiên mà nó có. Gian khổ nhưng mà lại có một cái chốt của nó là cha ông của đất giáo phòng này là làm nghề hát ca trù. Chúng tôi quyết tâm lắm. Bây giờ ngày đêm có những cái hôm mà chúng tôi tập ở đây mà tới đến 11 rưỡi đêm mà chúng tôi vẫn còn hò hát cơ mà. Là con dân của dân giáo phòng thì em muốn học để em lưu giữ lại nét đẹp của làng quê, thôn quê, quê mình. Từ ngày thành lập, câu lạc bộ ca trù giáo phòng đã mở được nhiều lớp truyền dạy cho những người có năng khiếu và yêu mến nghệ thuật này. Bên cạnh việc mở các lớp dạy hát ca trù, câu lạc bộ còn tích cực tham gia biểu diễn tại các liên hoan hát ca trù toàn quốc và đem về rất nhiều huy chương vàng, bạc ở các cuộc thi. Câu lạc bộ ca trù được thành lập năm 1996. Đến nay thì các nghệ nhân rất có nỗ lực và bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản. Câu lạc bộ đã tham gia tập luyện rồi là tham gia biểu diễn các cái chương trình do nhà nước tổ chức cũng như tỉnh và huyện tổ chức thì đã gặt hái rất là nhiều thành công. Mặc dù sức khỏe của các thành viên đã giảm sút nhiều, song phong thái vẫn minh mẫn, tinh thần đầy lạc quan phấn chấn, giọng hát vẫn trầm bổng, mượt mà. Chính từ sự nhiệt huyết của họ, đến nay câu lạc bộ đã có 14 thành viên. Do thành viên trẻ tuổi còn bận học nên việc sinh hoạt chỉ diễn ra khi có dịp đi biểu diễn. Đối với người dân nơi đây, họ chính là những người đã giữ ngọn lửa cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, mang lời ca, tiếng hát, mang mùa xuân đến với mọi người.